Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu lý do vì sao chúng ta cần phải uống nước collagen nhé. Như Kiều Oanh đã chia sẻ trong rất nhiều video trước rồi, đó chính là ngoài 25 tuổi thì da của chúng mình bắt đầu lão hóa này. Chẳng hạn như là xuất hiện các vết nám tàn nhang chân chim, rồi là da của chúng mình lão hóa rất nhanh, già đi rất nhanh. Chính vì vậy, việc chăm sóc da càng sớm thì sẽ càng tốt cho chúng ta, đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa đến sớm hơn. Bên cạnh việc chúng ta sử dụng các sản phẩm chăm sóc da từ bên ngoài như kem dưỡng, serum hay lotion thì chúng ta cũng cần phải cung cấp và kích thích sản sinh collagen từ bên trong cơ thể. Và chính vì vậy, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm tuyệt vời đến từ Hàn Quốc, được rất nhiều cô gái tại Hàn Quốc nói riêng và tại các đất nước khác nói chung sử dụng. Đó chính là dòng sản phẩm nước uống collagen 10.000 VIP. Đây là một trong những dòng sản phẩm trực tiếp cung cấp collagen bằng đường uống cho chúng ta. Như mọi người biết rồi đúng không, collagen là một trong những cái tế bào chiếm 70% trong cơ thể của chúng ta. Việc cung cấp collagen cho da là vô cùng quan trọng. Và chính bên cạnh việc là chúng ta sử dụng các dòng sản phẩm bôi chăm sóc da thì việc chúng ta uống collagen cũng là một trong những phương pháp được con gái Hàn Quốc truyền tai nhau. Chính vì vậy thì chúng ta có thể thấy là tại sao con gái Hàn Quốc da của người ta rất là đẹp, cũng như là da của người ta lúc nào cũng căng mịn luôn dù người ta đã ngoài 30, ngoài 40 tuổi rồi. Và bí quyết chính là nằm ở sản phẩm nước uống collagen như thế này. Nói qua một chút về sản phẩm này, đây là một trong những dòng nước uống cung cấp collagen như Kiều Anh đã chia sẻ, đồng thời nó kích thích sản sinh collagen cho cơ thể của chúng ta này. Và đặc biệt đối với những bạn nữ có tình trạng da khô và da của chúng ta bị xuất hiện các dấu hiệu do tình trạng lão hóa gây nên, thì khi sử dụng dòng sản phẩm nước uống collagen đến từ Hàn Quốc này, nó sẽ hỗ trợ điều trị các vấn đề đấy cho chúng ta, và đồng thời là nó sẽ ngăn chặn quá trình lão hóa đến sớm. Và như Kiều Anh nói rồi, với dòng sản phẩm nước uống collagen này thì mỗi ngày chúng ta sẽ uống một lọ như thế này ạ. Và điều quan trọng hơn cả đó chính là dòng sản phẩm này nó cực kỳ thơm ngon luôn. Bây giờ thì Kiều Anh sẽ nhận xét một chút về dòng sản phẩm này. Nếu như nói về vỏ bên ngoài của nó thì Anh sẽ chỉ chấm điểm 7 trên 10 thôi. Bởi vì cái phần giấy như thế này thì nó sẽ là cái lớp giấy, phần vỏ bên ngoài sẽ là lớp giấy dán như thế này, rất là dễ bong. Tuy nhiên một điểm cộng của sản phẩm này đó chính là thiết kế vô cùng sang trọng. Đồng thời chất lượng của sản phẩm thì cũng phải nói là 9 trên 10. Mùi vị của nó thì cực kỳ là thơm ngon chứ không khó uống như các loại collagen khác. Đồng thời là với sản phẩm này thì khi mà chúng mình sử dụng thì chỉ sau một tháng thôi là đã thấy hiệu quả rõ rệt trên da của mình rồi. Tuy nhiên một cái điểm Anh không thích ở sản phẩm này đó chính là lọ thủy tinh. Với cái lọ thủy tinh như thế này thì nếu mà chúng mình bắt đầu đi du lịch hay là đi đâu đó thì rất khó để mang theo bởi vì nó rất là dễ vỡ. Và quan trọng nữa, các bạn hãy nhớ cho Kiều Anh rằng là trong quá trình chúng mình sử dụng dòng sản phẩm collagen này thì nên kết hợp ăn uống và tập luyện điều độ. Nếu như chúng mình không sử dụng collagen thì sao ư? Tất nhiên là da của chúng mình sẽ lão hóa rất nhanh. Có thể ngoài 25 tuổi da bạn chưa xuất hiện dấu hiệu lão hóa đâu, nhưng da của bạn sẽ lão hóa nhanh hơn so với những người cùng độ tuổi. Đồng thời là da của bạn sẽ xuất hiện là các nếp nhăn này, rồi là chân chim, tàn nhang. Và chỉ cần ngoài độ tuổi 30 thôi, da của bạn sẽ bắt đầu nhăn nheo đi rất nhanh, và cái tốc độ lão hóa của nó cũng sẽ rất là nhanh. Chính vì vậy càng chăm sóc da càng tốt thì da của chúng ta sẽ lão hóa càng chậm. Và đó chính là lý do tại sao chúng mình nên cung cấp nước uống collagen ngay từ hôm nay. Và tất nhiên để mua được dòng sản phẩm chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm nước uống collagen đến từ Hàn Quốc này. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm nước uống collagen đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.